bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân. Chính thức, ý nhi được quyền thi Miss World sau loạt thị phi. Va chạm giữa tàu hỏa và xe máy, một shipper tử vong. Gãy cánh quạt điện gió ở Bắc Liêu, một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ. Khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục. Ngày 22 tháng 3, lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội cướp tài sản liên quan đến vụ nhóm thiếu niên ở Hà Nội cầm dao phóng lợn đi xin mấy chục. Các đối tượng gồm Đặng Trung Khoa, 16 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Trần Gia Bảo, 16 tuổi ở quận Hoàng Mai, Đặng Lưu Gia Vĩ, Cao Nguyễn Hồng Thúy, Phùng Cầm Đan, Lê Thanh Thủy, cùng 15 tuổi ở quận Hoàng Mai. Quá trình điều tra, công an xác định Đan và Vĩ là hai người khởi xướng, cầm đầu nhóm cướp. Hai thiếu niên này tuyển đồng bọn là những thiếu niên bỏ học, không được gia đình quan tâm. Hàng đêm cả nhóm mang theo dao phóng lợn đe dọa người đi đường để cướp xe máy. Chúng thường nhắm vào các thanh thiếu niên ngang tuổi, đi xe máy không biển kiểm soát, đều hai ba người vì cho rằng các xe không biển kiểm soát có thể do vi phạm pháp luật mà có nên bị hại sẽ không trình báo. Đặc biệt khi cướp tiền của nạn nhân, chúng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sợ bị phát hiện. Trước đó, rạng sáng 15 tháng 3, Vĩ, Thúy, Đan, Thủy và một số đối tượng khác mang theo phóng lợn, lượn lờ trên phố Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội tìm con mồi. Thấy một nam thanh niên đi xe máy một mình, nhóm đối tượng chặn đầu xe, dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản. Chúng bắt nạn nhân mở cốp xe, đưa tiền. Khi nạn nhân nói không có tiền mặt và chỉ có thể chuyển khoản, các đối tượng hét lớn, không có tài khoản, chỉ xin mấy chục thôi rồi bỏ đi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Tại trụ sở điều tra, bốn đối tượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác. Rạng sáng 14 tháng 3, nhóm thiếu niên này đã cướp một xe máy của anh Cường trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó rạng sáng 5 tháng 3, các đối tượng cướp xe máy của ba thanh niên khác ở quận Đống Đa. Cũng trong đầu tháng 3, nhóm nghi phạm dùng phóng lợn truy đuổi hai thanh niên để cướp xe khiến nạn nhân bị ngã. Tài sản cướp được cả nhóm đem bán trên mạng xã hội. Pha chạm giữa tàu hỏa và xe máy, một shipper tử vong. Ngày 23 tháng 3, thông tin từ Ủy ban dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến cho một thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 22 tháng 3, Nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển xe máy băng qua đường tại km 698 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua tổ dân phố số 5 của phường Thủy Châu thì xảy ra va chạm với tàu SE1 đang chạy theo hướng Bắc Nam. Cú va chạm mạnh làm cho nam thanh niên bị thương nặng rồi tử vong ngay sau đó. Phương tiện đi lại bị hư hỏng, thùng hàng sau xe bị văng ra xa. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khai nhận đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi làm nghề shipper, trú trên địa bàn của thị xã Hương Thủy. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của người đàn ông đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức hậu sự. Theo chính quyền địa phương, vị trí xây ra tai nạn là một lối đi mở tự phát, không có gác chắn và cảnh báo tự động, và từng được lực lượng chức năng đóng xào không cho xe cộ qua lại. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Bố mẹ mất tích khi đi đánh cá, ba con nhỏ dõi mắt ra biển ngóng tin. Tối 22 tháng 3, ông Lê Công Thuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Dương Văn Toán, sinh năm 1985. Thi thể anh Toán được phát hiện tại vùng biển thuộc khu vực đảo Sơn Dương, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, cách bờ gần 7 hải lý. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho người thân, chính quyền địa phương lo hậu sự. Anh Toán cùng vợ Phạm Thị Làng, sinh năm 1988, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, mất tích trên biển từ ngày 17 tháng 3. Cơ quan chức năng cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại. Những ngày qua, phía trên bờ, nhiều người dân, bà con lối xóm và ba con nhỏ, cháu đầu học lớp 8, cháu thứ hai học lớp 7 và cháu út học lớp 6 của anh Toán, chị Làng, đứng trên bờ biển ngóng tin. Hình ảnh về ba đứa trẻ đứng buồn bã, dõi mắt về phía biển khơi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Mọi người để lại bình luận động viên và cầu mong một phép màu sẽ đến với gia đình. Xong đến nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người bố, còn người mẹ vẫn mất tích. Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Toán thuộc diện khó khăn, sống trong căn nhà lụp sụp. Hàng ngày, vợ chồng anh Toán làm nghề đánh bắt hải sản trên biển để nuôi các con ăn học. Như thường lệ, khuya 16 tháng 3, anh Toán cùng vợ sử dụng tàu cá 90CV dài 9m đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Kỳ Anh. Sau đó, người thân không thấy họ trở về. Trưa 17 tháng 3, người dân phát hiện tàu cá của anh Toán trôi dạt tại khu vực Hòn Chim, thuộc đảo Sơn Dương, cách bờ biển cảng Sơn Dương khoảng 5 hải lý. Họ không thấy ai trên tàu, chỉ có một số ngư lưới cụ. Cơ quan chức năng địa phương nhận định vợ chồng anh Toán đã gặp nạn trên biển, bị sóng lớn cuốn mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh sau đó cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng cano phối hợp với lực lượng địa phương cùng người dân tìm kiếm. Những quan chức cấp cao bị xử lý cùng với Chủ tịch Võ Văn Thưởng Đã có những thay đổi nhân sự lớn sau hai cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng và Quốc hội trong tuần này. Nổi bật nhất là việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức cuộc họp khẩn của Trung ương Đảng vào ngày 20 tháng 3 và cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày 21 tháng 3 được quan tâm đặc biệt chủ yếu liên quan tới sinh mệnh chính trị của ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo kết quả cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội cũng thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Thưởng. Trước đó một ngày, Trung ương Đảng đã họp bất thường và kết luận ông Võ Văn Thưởng có những khuyết điểm và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Như vậy, sau các quyết định của Trung ương Đảng và Quốc hội, ông Võ Văn Thưởng đã thôi giữ các chức vụ gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, ông vẫn còn là đảng viên. Giới quan sát đánh giá, việc ông Thưởng mất chức là cần địa chấn của chính trị của Việt Nam xét hoàn cảnh ông là chủ tịch nước trẻ nhất và được coi là thân tín với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông từng được coi như một hạt giống đỏ và học vấn cũng như quá trình làm việc khá giống với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi ông thưởng trời nhiệm, Việt Nam chưa có chủ tịch nước mới. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là lần thứ hai bà được giao chiếc ghế tạm quyền này. Trước đó, bà từng giữ quyền chủ tịch nước trong hơn một tháng. Từ lúc Quốc hội miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, cho đến lúc ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 2 tháng 3 năm 2023. Theo quy định, để đạt tiêu chuẩn làm Chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, bà Xuân chưa bao giờ là Ủy viên Bộ Chính trị. Do đó, dù đã giữ quyền Chủ tịch nước hai lần, bà Xuân sẽ không trở thành Chủ tịch nước, trừ trường hợp được tạo ngoại lệ cũng trong buổi họp ngày 21 tháng 3, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh. Hiện chưa có thông tin về quyết định cuối cùng của Quốc hội đối với tư cách đại biểu của ông này. Về mặt Đảng, vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh, sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, có trình độ tiến sĩ. Ông là con trai của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Một trường hợp khác được xem xét trong cuộc họp bất thường hôm 21 tháng 3 của Quốc hội là bà Hoàng Thị Thúy Lan, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Trong buổi họp, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định khai trừ Đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Thông cáo từ cuộc họp của Trung ương Đảng có nội dung: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đầu tháng 3, bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã bị khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ. Bộ xương khô với 5 viên bi trong hộp sọ vạch mặt sát nhân Ngày 25 tháng 8 năm 2009, phòng PC14, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin tại khu ruộng lúa nhà ông Thảo Xeo Vu ở thôn Cửa Cải, xã Phong Hải, Bảo Thắng phát hiện một bộ xương khô nghi là vụ án mạng. Sau khi nhận tin, lãnh đạo công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo phòng PC14, phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện Bảo Thắng tiến hành khai quật tử thi. Qua khám nghiệm, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện tại phía trầm trái của hộp sọ có 3 lỗ thủng, bên trong có 5 viên bi tròn. Tử thi được xác định là của nam giới chết cách đó khoảng từ 4 đến 5 năm. Qua xác minh, ông Vu, người được cho là mất tích 4 năm trước, có hai đời vợ, vợ cả có ba đứa con nhưng đã bỏ vào Đắk Lắk làm ăn. Sau đó, ông Vu lấy bà vợ thứ hai tên là Hàng Thị Mỉ, 44 tuổi, cả hai đã có bốn người con. Vào thời điểm ông Vu mất tích, cậu con trai lớn là Thảo Xeo Phình, 23 tuổi đã có vợ là Thảo Thị Súa. Tháng 3 năm 2009, Súa cũng bỏ nhà đi mất tích, có thông tin là đi sang Trung Quốc. Khi sàng lọc thông tin, ban chuyên án được biết vào thời điểm ông Vu mất tích, vợ thứ hai là Mỹ đang ở Simacai. Nguyên nhân bà Mỹ bỏ nhà vì thời gian đó, ông Vu đi uống rượu về đã đánh bà Mỹ một trận đau. Các trinh sát được một người trong làng cho biết, khoảng vào 3 giờ sáng một đêm đông đầu tháng 12 âm lịch năm 2005, vợ chồng họ có nghe tiếng súng nổ rất to tại nhà ông Vu. Sau đó mấy ngày, người hàng xóm có hỏi mình là em của Phình là hôm qua bố mày bắn gì mà to thế. Lúc đó, mình bảo là bố cháu lấy đĩa treo lên cây ổi bắn rồi bỏ đi rồi. Từ đó, gia đình không báo công an xã và cũng không biết là ông Vu đi đâu. Khi tìm hiểu quan hệ gia đình ông Vu, các trinh sát được biết Phình đã có một gia đình đầm ấm nhưng cũng bỏ nhà đi lang thang hay trộm cắp vật và mua bán phụ nữ. Sau đó, Phình cũng đi vào Đắk Lắc và Phú Yên. Vào tháng 8 năm 2008, Phình lấy cô Lê Thị Tuyết Nhung, 23 tuổi. Tết 2009, Thảo Thị Xúa vợ của Phình đã từ Phong Hải vào tỉnh Phú Yên tìm chồng nhưng Phình không về và đến tháng 3 năm 2009, Xúa cũng bỏ đi mất tích. Qua nhiều nguồn tài liệu, các trinh sát có một thông tin rất quan trọng Cuối năm 2007, Thào Thị Xúa có tâm sự với hai người quen của mình rằng ông Vu bị phình giết, chôn dưới mương nước. Ban chuyên án đã có đủ tài liệu khẳng định đối tượng gây ra vụ giết người trên là phình. Ngày 10 tháng 9 năm 2009, mũi công tác vào đến tỉnh Phú Yên. Xong lúc này, phình đang đi làm nương cùng em vợ là Y Cường. Tổ công tác kiên trì mật phục và đến 15 giờ cùng ngày khi phình trở về đã bị bắt giữ. Ngày 15 tháng 9 năm 2009, phòng PC14, Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phình về hành vi giết người. Theo lời khai của Phình, vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong gia đình. Ông Vu uống rượu vào thường hay đánh vợ và con. Trước hôm xảy ra vụ án, ông Vu say rượu có đánh bà Mỹ phải đưa đến trạm xá xã Phong Hải điều trị. Tại đây, ông Vu đe dọa giết bà Mỹ vì sợ bố làm thật, Phình đưa mẹ lên ở nhờ nhà bác ở Simacai. Tối ngày 6 tháng 1 năm 2006, trong bữa ăn, ông vu bắt phình phải đi đón bà mỹ về nếu không sẽ đánh chết phình sau đó phình bỏ nhà đi khoảng một giờ sáng phình trở về thì ông vu đã khóa cửa đi ngủ phình vì tức giận đã lấy khẩu súng bắn ông vu sau đó vác xuống mương nước lấp xác rồi tìm cách xóa hết dấu vết tại hiện trường bằng cách san đất rồi cấy lúa lên khoảng một tuần sau phình đón bà mỹ về nhà lúc bà mỹ hỏi đến ông vu thì phình chỉ nói là bố lấy quần áo bỏ đi bà mỹ nghĩ rằng ông vu đi vào với vợ cả ở đắk lắc Chính thức, Ý Nhi được quyền thi Miss World sau loạt thị phi, một nàng hậu từng thừa nhận giao kéo cũng chinh chiến quốc tế. Tối ngày 22 tháng 3, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà trùng Hoa hậu Phạm Kim Dung đã chính thức công bố đại diện Việt Nam ở hai đấu trường nhan sắc Hoa hậu thế giới và Hoa hậu quốc tế. Bà Phạm Kim Dung cho biết đây là quyết định được đưa ra sau nhiều ngày cân nhắc, lựa chọn người phù hợp để mang chuông đánh xứ người. Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, đương kim Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ đến với đấu trường nhan sắc Miss World lần thứ 72. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ thêm, Ý Nhi vô cùng vinh dự khi được đại diện Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp Miss World lần thứ 72. Nhi đã và đang trau dồi những kiến thức, kỹ năng với tinh thần sẵn sàng đến với cuộc thi. Hy vọng trong hành trình sắp tới của Ý Nhi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ từ mọi người. Thời điểm mới đăng quang Miss World Việt Nam, Hoa hậu Ý Nhi nhận về hàng loạt tranh cãi vì những phát ngôn chưa chuẩn. Sau thời gian ở ẩn, cô đăng clip nói lời xin lỗi và thông báo sang Úc để thực hiện ước mơ du học. Dạo gần đây, Ý Nhi dần lấy lại thiện cảm khi chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, tích cực học tập ở Úc. Cái tên thứ hai được công bố đến với đấu trường nhan sắc quốc tế chính là Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy. Bà Phạm Kim Dung chia sẻ, Thanh Thủy là một cái tên quá dễ thương, đáng yêu. Năm vừa qua, Thủy đang nỗ lực học cả hai trường đại học, nỗ lực từng ngày. Sắp tới, Thanh Thủy sẽ có những đột phá mới, bạn đang hoàn thành việc học và chuẩn bị tâm thế đến đấu trường hoa hậu quốc tế. Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022 cô vướng tranh cãi về chuyện can thiệp giao kéo sau khi đăng quang. Cô từng lên tiếng, đây là một quyết định khó khăn vì Thủy vừa mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam được vài tháng. Tôi nghĩ rằng, việc đăng quang Hoa hậu chưa hẳn là dừng lại hành trình hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn ngoại hình. Việc mong muốn được đẹp hơn và hoàn thiện bản thân hơn nữa là một điều bình thường và tự nhiên. Tôi nghĩ rằng việc mình phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu cả. Bởi hiện tại, mọi người cũng cởi mở hơn với việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài thay vì những câu hỏi tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề về ngoại hình bởi tôi cũng đồng thời cho dồi các kỹ năng, trình độ học vấn. Gãy cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu, một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ. Tối ngày 22 tháng 3, lãnh đạo huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã nắm được vụ việc hộ dân yêu cầu khảo sát hiện trạng cá nuôi bị chết được cho là ảnh hưởng bởi sự cố cánh quạt điện gió gãy rơi xuống chúng ao cá. Việc kê khai thiệt hại, yêu cầu bồi thường là quyền của công dân. Chính quyền sẽ xem xét cụ thể mức độ, nguyên nhân, thực tế thiệt hại để xem xét giải quyết, một lãnh đạo huyện Hòa Bình cho hay. Người yêu cầu là anh Nguyễn Văn Kiên, ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Theo đơn trình bày của anh Kiên gửi đến các cơ quan báo chí, ngày 1 tháng 3, trụ điện gió số 8 rơi tua bin xuống ao cá nuôi nhà anh. Sự cố đã làm phóng điện khiến cá chết, có đến 15 ao cá nuôi đều chết do sự cố này. Sau đó, anh Kiên có đơn trình bày gửi đến chính quyền địa phương vào ngày mùng 5 tháng 3 để nhờ các đơn vị có liên quan khảo sát thiệt hại, đề nghị bồi thường. Ngày mùng 8 tháng 3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Bình cùng các đơn vị có liên quan đến cơ sở nuôi cá của anh Kiên để khảo sát. Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, có hiện tượng cá chết tại ao. Tại đây, đoàn công tác đề nghị anh tự làm đơn kê khai số lượng ao, mức độ ảnh hưởng từ hướng dẫn này, anh Kiên liệt kê thiệt hại chi tiết từng khoản đầu tư như tiền thức ăn, tiền cá giống, tiền cá lớn, cá nhỏ, vân vân. Tổng thiệt hại theo anh Kiên ước tính hơn 167 tỷ đồng và anh Kiên đề nghị công ty bồi thường số tiền trên cho anh. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3, người dân sống gần khu vực trụ điện gió tại xã Vĩnh Thịnh bất ngờ khi cánh quạt của trụ tua bin số 8 rơi xuống đất. Cánh quạt này của nhà máy điện gió Hòa Bình 5, giai đoạn 1. Tại hiện trường, ba cánh quạt dài hàng chục mét bị gãy thành nhiều đoạn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung ở khu vực này. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình đã chỉ đạo cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại. Rất may, sự cố trên không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Hòa Bình 5, giai đoạn 1, có công suất 80 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền, nằm ven biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.